Học đi các bạn ạ. Đối với mình thì học chưa bao giờ là đủ và cũng không bao giờ là thừa. Các bạn có biết 4 điều mà các bạn không thể lấy lại trong cuộc sống là gì không? Cơ hội, thời gian, lời nói và niềm tin. Có một câu nói mà mình khá là tâm đắc và mình phải suy nghĩ về nó khá là nhiều. When today is over, it will never come back. Nó có nghĩa là cái ngày hôm nay ấy, mà nó đã đi qua rồi thì chắc chắn là nó sẽ không quay trở lại được. Chắc chắn như trong cuộc sống thì ai cũng có sai lầm. Chắc chắn là bản thân mình đã từng vướng mắc rất là nhiều sai lầm. Nhưng mà các bạn đừng để sai lầm là một cái trở ngại gì đấy quá lớn đối với bản thân các bạn. Đối với mình thì các bạn sẽ chỉ thất bại khi mà các bạn không nhận ra được sai lầm của bản thân và các bạn cứ đâm đầu vào và các bạn cố chấp coi nó là đúng. Và có một câu nói khác của ông Einstein: các bạn sống trên đời ấy, như là các bạn đang chạy trên một chiếc xe đạp vậy. Các bạn mà muốn giữ thăng bằng thì các bạn... Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhé. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự quyết tâm cao độ thì khi đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Nếu như mà chúng ta không lớn lên trong một gia đình giàu có và có một vẻ ngoài xuất sắc, vậy thì chúng ta cần sức kiên trì và sự nỗ lực các bạn ạ. Chúng ta cần phải cố gắng, kể cả khi hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta. Nhưng mà phải vượt qua cái điều đấy thì chúng ta mới cảm nhận được một điều rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái giá của nó hết. Đôi khi sinh ra thiệt thòi một chút, nó lại là một cái bàn đạp rất là lớn để chúng ta nỗ lực. Mặt trời lại mọc rồi ư? Không thể tin được. Cứ nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong hết rồi, nhưng hôm nay lại thêm một ngày mới. Trong khi kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Cái kết quả điểm thi đại học mới nói lên các bạn là ai, mới nói lên cái chặng đường vừa rồi các bạn đã trải qua những cái gì. Còn đâu, kể cả hành trình em đi nó khủng khiếp đến mấy, nó tài giỏi mấy, nhưng kết quả nó không ra gì thì người ta cũng đánh giá em ở mức độ bình thường thôi. Nên đừng ngại sai lầm nhá. Mình chưa biết thì mình hỏi, không có gì phải ngại cả. Nhớ, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Nếu như bây giờ mà vẫn chưa tập trung ấy, ông hờ chủ quan ấy, thì em đang tự mình là trao tấm vé đại học cho người khác. Mà em bảo là dù em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm, ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi. Đơn giản mà, cuộc sống mà, em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Liệu em có muốn làm bàn đạp cho người khác không? Các bạn học sinh lớp 12 như em đang cố gắng từng giờ. So tell me how's it feel?
so high, but you follow it to warn me. You know I'm the one you. 돌아보시면 알고 떠나가라. 또 나를 찾지.